Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Gia Đình Thảo Lương. Thì hôm nay nhà Thảo sang bánh canh gà nha. Thảo vừa mới nấu xong hết rồi. Rồi con chào ông bà cô chú nè. Con khoai tây cơ sở rơi rồi con chú. Hôm nay con ăn gì? Bánh canh với thịt gà. Rồi bây giờ Thảo xin mời tất cả mọi người cùng ăn với lại mẹ con Thảo nha. Hôm nay chỉ có hai mẹ con thôi. Bữa nay chị hai với ba có công chuyện rồi. Con mời ông bà cô chú ăn chưa? Ăn với con. Bây giờ Thảo cho sa tế vô. Của mẹ cay. Mẹ cho sa tế vô cho nó cay. Rồi, nặng chanh. Mẹ lấy thịt gà cho con nha. Ở đây thì Thảo có ở dưới là Thảo lót củ hành tây chua mọi người. Dạng gỏi á, mà Thảo bóp chua ngọt với lại chấm với lại nước mắm chua ngọt nha. Rồi mẹ lấy gà cho con nha. Con muốn mẹ lấy gà cho con không? Ừ. Lấy cho con cái đùi nha. Mẹ cắt cái đùi ra nhỏ nhỏ cho con luôn được không? Ừ. Để chuẩn bị sẵn cho em hết đi, cắt sẵn ra hết. Cho bé. Không phải bebe hả? Cho Infi nha ông bà cô chú. Chuẩn bị cho Infi. Cho Mademoiselle. Hả con? Ngon không con? Bon appétit. Được ăn. Cắt nhỏ nhỏ ra cho bé dễ ăn. Rồi. Rồi con ăn đi. Ngon không? Rồi bây giờ mời mọi người cùng ăn với lại mẹ con Thảo nha. Ở dưới đây thì Thảo có giá bánh canh bữa nay Thảo nấu. Thảo có để cà rốt, củ cải trắng với lại nấm rơm á cô chú. Cái nên cái nồi nước súp á nó ngọt. Rồi chua chua cay cay. Ăn đi con, ăn giỏi nha. Không sao con. Chưa con. Không có ướt ha. Ngon. Cái tương ớt này là của chị Trúc làm cho. Ăn rất là ngon luôn mọi người. Ở đây không có gan gà nữa nha. Chấm nước mắm chua ngọt hết sảy. Được không con? Được. Ừ, cứ ăn. Bắp tay luôn đi, không sao. Ngon quá. Cái bánh canh này là Thảo tự làm. Thảo làm bằng bột bánh cuốn á. Bột bánh cuốn Vĩnh Thuận. Muốn đó luôn hả? Đây. Có củ hành tây, Thảo bóp chua ngọt nè. Ngon. Ăn nhiều nha. Ngon sao?
thả tim. Thả tim sao? Thả tim sao? Thả tim vậy hả? Vậy nữa. Vậy nữa. Rồi, con ăn đi. Mày cái lá tổ. Ừ. Cái lá tổ. Ừ, nó kêu quá hả? Mày nói lá tổ. Cái lá tổ, ta có đó không? Ừ, con ăn đi. Miếng gà nè. Nè, mày cho lá tổ nhất ta. Ừ, chấm vô nước mắm chua ngọt. Mày lá tổ với ba mày lá tổ. Ừ. Con làm được mà. Mẹ đã đổ. Mẹ chưa đã đổ. Mẹ còn ra đã đổ. Wow, quá, ai sẽ mẹ đã. Ngon. Ngon nhức nhói. Cái bột bánh cuốn Vĩnh Thuận á, mình làm bánh canh ăn rất là ngon luôn nha cô chú. Trong đây có đậu hành nữa. Ăn giỏi quá nè ông bà cô chú ơi. Suy anh ăn giỏi quá. Ăn giỏi cho mau lớn con ha. Cái nồi bánh canh này Thảo nấu với lại bốn cái đùi bự luôn, rồi cà rốt này kia, nấm rơm đậu nên nó ngon lắm cô chú, nó ngọt á, mình có nấm rơm vô nó ngọt nó ngon. Ngon ngon. Ngon ngon. Ba ba mua nấm, ba ba nấu. Ta ngay khỏi ăn khỏi ta ta khỏi mua. Mà ngon. Mẹ đó từ ba ba khỏi mua. Ngon thì ăn giỏi ăn hết cho mẹ luôn ha. Ô da. Mẹ sai sai rất cay hả? Thảo thích ăn mấy cái xương xương. Con lấy phụ xếp á, ăn cho nó dễ. Chứ con ăn muỗng sao con gấp cọng bánh canh lên. Nó có gì. Có gì. Ấp đó. Nói chuyện với cô chú. Họ đang không sao.
đang húp nước mà nói chuyện cái nó làm cho bị sặc á. Con phải nuốt xong con mới nói chuyện. Có sao không? Nè con uống miếng nước đi. Đang nói nói chuyện cái nó bị sặc. Nguy hiểm lắm á. Nói quá trời nói mà. Mẹ, mẹ ba ba không mua được. Có chút hết luôn. Mang đi. Bà cô chú nói Duy Anh ăn giỏi quá. Gan gà. Sao vậy? Thôi con ăn bánh canh đi. Con hết bánh canh không? Hết không? Không trả lời luôn. Con hết bánh canh hay hết bún? Con không hết bánh. Con không bún. Bún à? Không biểu. Không sao con. Ước lát mình thai không sao hết ha. Trời ơi. Không sao. Không sao. Bật đồng. Bật đồng. Ở đó cô chú. Nên phải xin lỗi. Hấp nước mắm chua ngọt nó ngon. Đi học. Đi học cô giáo dạy là phải xin lỗi phải không? Là phải bạc đông phải không? Mẹ. Mẹ. Nó có giá gái nó chú có bạn tờ có ý giá phà ý bạn của con nữa. Bạn con hả? Dạ. Bà đó, bà đó bù. Không giỡn nha con. Bà đó bù. Ăn không giỡn. Bà đó bù. Ho hoài rồi. Ăn hết cái tô này no luôn. Đừng giỡn con. Ăn đàng hoàng nè. Đừng giỡn nè. Hâu hoài cho ta. Không có giỡn nữa nè. Mẹ xong rồi đó. Biết cái sao giỡn.
Con xong chưa? Con xong luôn hả? Dạ. Con xong rồi. Rồi mẹ xong rồi. Rồi mọi người ơi, thì video hôm nay Thảo sẽ quay tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Hai mẹ con Thảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye. Bye bye. Hãy tiếp.